Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, từ hàng nghìn năm nay, 54 anh em dân tộc trên khắp lãnh thổ cùng đùm bọc đoàn kết phát triển tạo nên nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam. Bất cứ ai dù thuộc dân tộc nào đều được tự do làm ăn sinh sống hợp pháp trên bất cứ lãnh thổ nào của Việt Nam. Vậy nên quan điểm Tây Nguyên là đất của người thượng là hoàn toàn đi ngược với tinh thần đoàn kết dân tộc đi ngược với tinh thần sở hữu đất đai của toàn dân. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết phản biện Trương Huy San về xung đột sắc tộc văn hóa, bài viết của Thu An đăng trên trang cánh cò. Trương Huy San có một bài viết với tiêu đề không chỉ những người thượng sử dụng bạo lực có lỗi, bài viết có những lập luận thay đổi bản chất của sự việc nghiêm trọng hơn là gieo rắc mầm mống ly khai, kích động chia rẽ dân tộc. Cụ thể trong bài viết của mình, Trương Huy San đưa ra các luận điểm rằng chính sách phát triển Tây Nguyên khiến người dân nơi đây không có đất để địa tán theo phong tục, bị thua thiệt về ngôn ngữ. Hơn 50 cộng đồng dân tộc luôn thua kém cơ hội tiếp cận kinh tế, văn hóa, chính trị. Vì vậy, Trương Huy San khẳng định vụ việc vừa qua mang màu sắc xung đột sắc tộc, văn hóa nhằm phục vụ quan điểm Tây Nguyên là đất của người thượng. Về quan điểm của Trương Huy San, xin phép có ý kiến như sau. Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2021, dân số khu vực Tây Nguyên khoảng 6 triệu người, so với năm 1976 đã tăng gấp 5 lần, với diện tích không nở ra, chỉ 5,5 triệu ha, thiếu đất địa tán theo phong tục là hoàn toàn dễ hiểu. Thứ nữa, các em học sinh vùng núi, vùng sâu, vùng xa cũng đều được hưởng những chính sách chế độ từ nhà nước. Tiếng Việt hiện tại cũng đã trở nên phổ biến cùng với sự phát triển của Tây Nguyên để đáp ứng được nhu cầu giao thương buôn bán, phát triển du lịch. Và chính trong chính sách giữ gìn văn hóa thì tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số vẫn đang được bảo tồn. Bên cạnh đó, từ hàng nghìn năm nay, 54 anh em dân tộc trên khắp lãnh thổ cùng đùm bọc đoàn kết phát triển tạo nên nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam. Bất cứ ai dù thuộc dân tộc nào đều được tự do làm ăn sinh sống hợp pháp trên bất cứ lãnh thổ nào của Việt Nam. Vậy nên quan điểm Tây nguyên là đất của người Thượng là hoàn toàn đi ngược với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đi ngược với tinh thần sở hữu đất đai của toàn dân. Và nếu không được tiếp cận về kinh tế, văn hóa, chính trị thì làm sao Tây nguyên có thể thay da đổi thịt như ngày hôm nay? Cơ sở hạ tầng phát triển chung với việc giữ gìn bản sắc văn hóa tây nguyên đang vươn mình cùng sự phát triển của đất nước